Tôi bỏ ra ngoài em. Ôi, đồ ăn như chóng hát à. Ồ, có bạn kêu là review kiến cắn có đau hay không chứ. À, kích thước nó rất là rõ ràng luôn. À, hai thành phần của xã hội Singularity. Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, trong cái clip ngày hôm nay mình sẽ quay review cho các bạn coi là hai cái tăng kiến của mình nó đã thích nghi với nhà mới như thế nào rồi. Hai cái ổ Singularity với Xi-an Băng này nó về Nam Ngôn Farm chắc cũng phải được nửa tháng rồi. Có rất là nhiều bạn nói là cái shop tư vấn không ok lắm. Tại vì hai cái dòng kiến này là hai cái dòng khá là khó chịu, không có phù hợp với anh em newbie mà đưa cho mình. Theo người ta tiên lượng là cái khả năng nó sẽ bị stress rất là cao. Thì khi nó stress thì nó sẽ bị chết dần, chết mòn, chết từ từ. Nhưng mà một cái điều may mắn là mình thấy cái đàn Singularity của mình nó phát triển khá là tốt. Nó thích nghi rất là tốt luôn. Thậm chí là nó ăn uống sinh hoạt khỏe mạnh. Và nó đẻ trứng nữa các bạn. Ok, giờ vô nha. Ok. Bây giờ để coi mình kết mình anh em biết thì cái từ đó nó rất là phổ biến ở trong cái ngành này, giờ mình dùng từ nào ta? Ngẫm à. Ngẫm. Nó ngẫm đi. Ok, dùng từ ngẫm đi. Đây là cái đàn Singularity. Ok, khá là nặng á. Đây là cái bài Singularity của mình. Đây là dòng kiến to nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Bé nó đang được sống trong một cái tăng của vũ trụ Marvel hả? Thì cái này mình đã có dịp giới thiệu với các bạn rồi. Xin sao học lụ thì trụ cột gì ngã tùm lum tà la hết à. Các bạn thiết kế biết mình thích bò sát cho nên là cho nguyên con rồng nằm đây. Cái điều đặc biệt của cái bài Singularity đó thì cũng khá là dễ phân biệt giữa con kiến thường và con queen ha. Tại vì nó có sự khác biệt về kích thước rất là rõ rệt luôn. Mình vẫn đang quan sát. Lần trước á, mình có quay một cái clip á, là nguyên một cái đàn kiến luôn bu quanh cái con khủng long này. Thì bây giờ á, nó không còn bu ở trên đây nữa mà nó dồn xuống cái tổ rất là nhiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở cái cửa nét này ra để cho anh em coi là ở trong đây nó đang sinh hoạt như thế nào. Có thể mình sẽ zoom lên cho anh em coi là những cái trứng luôn. Và mình cũng có một cái điều thắc mắc á, là mình cứ nghĩ là tụi nó đẻ trứng xong rồi cái trứng nó sẽ nằm một chỗ, nhưng mà mình thấy là nó tha tới tha lui luôn. Thì mình cũng không biết cái hành vi này là như thế nào. Hay là nó cảm thấy không an toàn thì nó tha đi chỗ khác nó an toàn hơn. Thì nếu mà anh em nào mà có kinh nghiệm về cái dòng Singularity này thì anh em cho mình kinh nghiệm. Giờ mình sẽ mở cái nắp này ra. Thêm ngàn like nữa mở hả? Trời ơi, trả giá quá. Thì như mình đã từng có giới thiệu á, cái hộp này chính là cái khu vực sẽ cho ăn. Và mình để chén nước đường ở trong đây. Thì cái lợi ích của cái việc mà mình để đồ ăn trong cái hộp riêng này á, cái khu vực hour này nó không có dơ, không có bày hay. Nhưng mà thật ra tụi nó cũng được tha đi tùm lum hết anh em. Giờ sẽ mở ra cho anh em coi nha. Trời ơi, có vấn đề nữa là nè, ví dụ như anh em thấy nè, zoom vô cái bàn kiến này thì mình thấy nó đang tha cái trứng trắng, anh em thấy không? Trứng nè. Nè, thấy có bàn kiến đang tha trứng không? Còn trên này nè, anh em quay trên này anh em sẽ thấy là nó có đang dán hai cái gì á, giống như cái trứng ở trên cái tường á đó. Hai cái trứng này á, thì mình thấy nó dán đây lâu lắm rồi, nó dán ở đây rất là lâu rồi và nó không có di chuyển. Còn mình thấy có một vài bạn á thì là tha cái trứng này đi vòng vòng hoài luôn. Thì mình cũng chưa hiểu cái đó là cái hành vi gì đối với con kiến. À, trên này cũng còn cái nè đó, anh em thấy cái trứng kiến không đó. Tha tới tha lui. Có một điều nữa anh em thấy nào, nó kéo những bạn dán xuống đây thì bắt đầu nó xuất hiện dồi rồi. Thì mình cũng muốn hỏi anh em bên kiến là cái này phải là vấn đề gì hay không, hay cái này cũng bình thường thôi. Theo như mình suy luận cái logic của mình thì chắc nó cũng bình thường thôi. Con kiến thì nó tha xuống là mấy cái con bù hóng này nó sẽ đẻ trứng dưới đây, nó sẽ tạo ra dồi. Thì từ từ nó cũng sẽ tự gọi là tự sinh tự diệt. Đó, thì chắc cũng không thành vấn đề gì đâu ha anh em ha. Nhìn nó cũng hơi ghê chút xíu. Thì chắc đối với ai rồi chứ mình thì cũng không có gì. Mình thì thấy cũng bình thường thôi. Tại vì quá trình mình nuôi thì mình cũng thấy nhiều rồi. Lúc mà cái ổ kiến này nó mới về nhà mới á, thì một là nó sẽ tập trung một cái khu vực này thôi. Tất cả dồn vô.
và nó hầu như là nó nằm yên, nó rất là ít hoạt động. Nhưng mà sau khoảng nửa tháng ở đây, môi trường sống thuận lợi, ăn uống đồ này nọ thích nghi, thì bây giờ mình thấy là cái gọi là cái dân số của nó rải đều hết các khoang luôn. Tụi nó đã bắt đầu thích nghi rồi, bắt đầu nó gọi là nó triển khai cái cuộc sống của nó, bắt đầu phân công nhiệm vụ ai làm gì làm gì làm gì đó. Và nó tha những cái này xuống đây thì mình nghĩ giống như là cái gì ta, kho lương thực kia, chắc là kho lương thực của nó. Chói quá hả? Ok, để mình đem vô cái kho trong này đi. Mình livestream riết, mình làm clip riết mà bao tất cả mọi cái ngóc ngách trong nhà của mình đều tận dụng hết. Và chắc anh em nào mà theo dõi xuyên suốt cái livestream của mình chắc cũng hiểu hết căn nhà mình nó có cái ngóc nào luôn rồi đó. Tại mình từ lúc mình chơi kiến là mình mua cái đèn này. Mình mua cái đèn này để mà phục vụ cho cái việc chơi kiến. Các bạn lưu ý là con kiến thì nó sống trong bóng tối ha. Chúng ta cho nó ngoài sáng nhiều quá là nó dẫn đến bị stress ha. Giống như cái khu vực mà hour trên này thì sáng không thành vấn đề, tại vì nó chủ động nó đi lên đi xuống. Nhưng mà cái nét ở dưới này nè, ở đây mình có thiết kế cái đèn led ở đằng sau này nè, coi vật còn sáng không đó. Mình có thiết kế cái đèn trong cái nét ở dưới lòng đất này để mình ngắm nhìn. Nhưng mà anh em lưu ý là việc anh em mà mở liên tục á, mở quá lâu á, sẽ làm cho con kiến nó bị stress ha. Này, chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy nó đang thả cái trứng nè, đó đang ngậm cái trứng phấn trắng á. Cái kiến này bắt đầu dơ rồi đó. Nhưng mà cái kiến này thật ra là mở ra được á anh em. 600 mình coi trực tiếp rồi. Ồ, nhưng mà mình mở ra thì mình không biết là mình cản mấy cái bạn kiến nè. Như này mở rất là dễ nè. Nhưng mà lỡ kiến nó bò ra ngoài thì sao? Xin like đi rồi mở. Xin like đi tôi mở cho coi. Hello anh em mở. Bây giờ á, cái kiến này nó mở ra được. Nhưng mà để mình thao tác nhanh để mình đóng lại. Anh em cho thêm like thì mình sẽ gọi là mạo hiểm một lần với anh em luôn. Nói chứ mình đang rất là thích cái bài này ha. Cái dòng kiến to nhất Việt Nam là cái dòng này, nó khá là to. Có những con nó như đây chắc cỡ như là 1.5 cm. Nó nhìn nó đã. Nhưng mà cái kiến này bắt đầu nó dơ rồi. Giờ coi nó đã, để mình đi kiếm cái khăn mình lau. Ok. Nhiều người sẽ có cảm giác rất là ngứa khi mà nhìn nhiều con chi chít và nhiều chân ha. Bữa nhớ ai nói ai sợ con nhiều chân ta? À, Thành đúng không? Có nhiều người sợ con nhiều chân nha các bạn ha. Con rít, con cuốn chiếu rồi nhiều người nhìn rồi quéo rồi queo luôn á. Hôm bữa giờ mình nhìn nó dơ quá mình cũng ngứa mắt lắm á. Muốn lao lắm á. Mà chưa có quyết tâm mở ra, tại mở ra sợ xây sở không kịp. Kiến các bạn biết như đây, trong đây chắc cũng phải vài trăm con quá. 500-600 con á, mình mở ra mỗi đứa chạy hướng chắc mình cũng thua luôn. Đi gu đây 5-7 con mà nó chạy cái mình cũng thua rồi. Kiến này không có độc anh em nha, cắn nhất chút đỉnh nè. Thì nó gọi là độc á, cắn mà nó gây cho tôi ta nhất thì dạng độc á, nhưng mà độc dạng nhẹ, độc trong khả năng chấp nhận. Ví dụ như con mũi chích các bạn thì cũng là độc. Con kiến bình thường của mình cắn mình á thì nó cũng là làm độc, nó mới làm cho các bạn ngứa, nhưng mà nó thuộc dạng nhẹ thôi, thì chút xíu nó hết. Thì con này cũng y chang vậy. Có một điều nè, đời sống bây giờ đó, phải nói là nó có rất là nhiều cái mới luôn á anh em. Thậm chí là nó thay đổi từng ngày. Một số cái lĩnh vực á là nó thay đổi từng giờ luôn. Cho nên á, chúng ta phải chuẩn bị một cái tâm lý như thế này. Những điều mà chúng ta không biết rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Nếu mà chúng ta mở lòng ra, chúng ta tiếp nhận cái mới á, thì chúng ta sẽ thấy là nó bao la vậy lắm. Còn ví dụ như chúng ta mà cứ khép mình lại, chúng ta sống trong cái phạm vi mà chúng ta hiểu biết thôi á, rồi có những người ta có cái gì mới lạ chúng ta không chịu chấp nhận á, thì chúng ta cứ ngồi đó chúng ta nói người ta thế này, nói người ta thế nọ, xạo xiết các kiểu. Nhưng mà thật ra chẳng qua là đôi khi gì tại mình không có chịu mở lòng ra để mình tiếp nhận, thấy không? Hoặc là cái tầm nhìn mình đôi khi nó ngắn quá, chúng ta không có chấp nhận cái mới đó, thì chúng ta mới nói người khác người này người kia. Chứ các bạn biết cái xã hội bây giờ nó bao la và thời đại bây giờ nó mới từng giờ luôn, từng giờ luôn. Đó giống như anh em trên mạng hay nói giỡn là ngủ dậy giấc mà thành người tối cổ á. Về khoa học, về kiến thức, về tất cả mọi cái luôn, nếu anh em không cập nhật là lạc hậu liền. Thì có nhiều người trên mạng hay cứ bảo thủ thôi, cứ bảo thủ, thấy người ta khác mình, thấy người ta có cái gì mới, thấy người ta này nọ thì nói người ta là nổ hay biết. Nhưng mà thật ra là bạn đang chậm quá. Bạn không có khả năng tiếp nhận cái mới. Bạn chỉ ôm ấp những cái cũ, những cái nào bạn cảm thấy bạn an toàn ở trong đó thôi. Thì bạn có thể thấy những cái người làm cái chuyện khác bạn là cái gì đó
nó không ok thôi ha. Còn nếu mà mở lòng ra các bạn không đủ thời gian để bạn tiếp nhận cái mới luôn á, cái mới nó liên tục luôn. Ok Vũ ơi, anh cũng muốn đâu, nhưng mà anh bị thì em cũng phải bị. Anh cũng muốn đâu, ban đầu anh đến với bò sát nó cũng đơn giản lắm em, nhưng mà cái sức hút của nó cao quá, nó làm anh dính luôn. Rồi bây giờ nó thành như là cái lẽ sống của anh luôn vậy đó. Và thật sự mà nói cũng không ngờ luôn, mọi người biết đến mình nhiều, thật ra mình cũng không có nghĩ trước tới cái giai đoạn này, không có lường trước được. Thì mọi người bắt đầu yêu thích bò sát, cũng yêu thích bò sát quá. Rồi nhờ bò sát mà mọi người biết đến mình nhiều. Hiện nay là những cái sự yêu mến của khán giả đi ra đường được mọi người biết đến đều đến từ bò sát hết. Đó là cảm ơn khán giả mọi người rất là nhiều luôn. Thì đó cũng là cái động lực cho mình. Ok anh em, thì cái cửa này là được thiết kế bằng mở ra cũng rất là đơn giản thôi. Nó được kết nối bằng 4 cái cục 500, 4 cái cục hít ở đây, cho nên là mở ra rất là dễ. Đó, thì bữa giờ mình nhìn nó đóng mấy cái cặn dơ ở đây là mình cũng ngứa con mắt lắm nè. Trên cái mặt kiến nè, mình cũng muốn tháo ra mình lao lắm rồi. Nhưng mà mình bữa giờ mình cũng hơi ngại, tại mình sợ mình chạy không chạy nó, mình làm không kịp nó. Thì bây giờ sẵn có anh em ở đây coi đông vui thì mình làm luôn nha. Có gì anh em chụp kịp không ta, chụp phụ kịp không? Đây anh sẽ mở nhẹ nhàng ra đỉnh ra kiếm nó sợ đi. Mình ngồi ra ngoài đây. Không, anh đang trả về chỗ cũ. Đó, nó có con sắp đi ra ngoài kìa. Không biết nên lấy máy này ra không nữa. Mình lấy này ra ghê quá. Nhìn nó cũng hơi ghê á. Rồi, dọn về vệ sinh. Ồ, cái này là cái kho lương thực của nó, và cái này nó xuống. Rồi, bậy rồi, đóng lại. Ôi, đồ hàng như chống nắng à. Ồ, có bạn kêu là review kiến cắn có đau hay không nữa chứ. Không nên nha các bạn. Đây là hai bạn nó bò ra. Đây, hai cái kích thước nó rất là rõ ràng luôn. Đây là hai thành phần của xã hội Singularis. Giờ mình sẽ cho nó vô lại đây đi. Ê, như nó bò lên tới đầu anh luôn rồi phải không? Cho anh cảm giác như anh nhột nhột đâu đây à? Đây này. Ok, không khuyến khích anh em làm theo nha. Này mình chỉ hướng dẫn thôi nha anh em. Nhanh nè, nhanh lên. Con kiến à, cái dòng Singularis này đặc biệt là nó có thể leo trên mọi chất liệu anh em nha, kể cả thủy tinh nó leo vẫn tốt. Chính vì vậy anh em biết là ví dụ như đối với cái bầy chắc cho thì nó không có leo được lên kiến, còn cái bầy này nó leo được lên kiến luôn. Thì lên kiến lên mica nó rất là trơn, nhưng mà nó vẫn leo được do cái chân nó có những cái giác hút không ta, nhiều cái lông á nó dính nó leo lên được. Chính vì vậy mà anh em là phải xức cái phấn baby, cái sấn bê phấn của em bé trên cái viền này, thì nó đụng cái phấn này nó không có leo được, nó trơn, nó sẽ không có trốn thoát ra ngoài. Chứ còn nếu mà để khơi khơi vậy là nó vẫn leo được nha anh em, nó leo qua được. Ok, mình vừa làm xong một cái động tác, nếu mà nhìn qua thì thấy có vẻ là đơn giản nhưng mà thật ra cũng khá hồi hộp. Hên là kiến này nó cũng không có manh động lắm á, chứ nó manh lọc mà nó chạy toán loạn một cái chắc cũng là banh chành luôn, không biết làm sao mà bắt lại. Đây nhìn thấy nó good hơn rồi, sáng sủa rõ ràng hơn rồi. Hồi nãy nó khá là dơ cái bề mặt này, mình lấy mình lau nhanh cho nó sạch sẽ đẹp đẽ lại rồi. Anh em có thể nhìn rõ hơn trong này, nãy nhìn hơi bị nhòe. Mới chơi, anh chơi dòng nào hả?
mới chơi, thật ra thì mình cũng không rành mới chơi nên chơi dòng nào cả. Thì anh em muốn anh em comment bên dưới đi, mình sẽ nhờ những anh em chuyên môn, hoặc là có những anh em nào mà chuyên về kiến đang coi các livestream của mình thì anh em có thể tư vấn giùm luôn các bạn đó giùm mình luôn nha. Tại vì các bạn biết không, có một số anh em á mà chơi kiến lâu năm á thì anh em nói là bên shop tư vấn cho khách không ok, tại vì khách là newbie mà lại tư vấn những cái dòng quá khó nuôi đi. Giống như họ nói là kể cả Jack, Joe, Singularis, CN Bang đều là những cái dòng mà không dành cho những anh em newbie. Nhưng mà cái đó thật sự mà nói thì cũng không phải lỗi của shop mà là lỗi của mình. Mình yêu cầu shop là anh thích bự, anh thích to, thích bự. Cho nên là em tìm giùm anh cái dòng nào mà bự, bự là ok. Tại vì các bạn biết có con kiến bình thường thì mình thấy nó nhỏ quen rồi, cho nên là yêu cầu mình là bự. Hôm bữa mình còn yêu cầu là phải có nhiều màu sắc nữa kìa đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì nó cũng không có. Thậm chí cái màu của kiến thì nó không phải là cái màu giống như là nó rực rỡ như con chameleon hoặc là con iguana. Nếu mà gọi là đỏ thì nó hơi đỏ đỏ lên thôi, đỏ đỏ đen đen thôi, chứ nó không có nổi bật như con kia. Thì mình chỉ có cái dòng bự này thôi. Thứ nhất là mình thấy nó cũng khá là dễ nuôi nè. Chắc là may mắn của mình thôi, mình nghĩ chắc là may mắn thôi. Nó không bị stress đi kiếm ăn, đi săn mồi và sinh sản. Thì chó thả đồ ăn vô là ăn rất mạnh, sao mà còn đẻ nữa. Nuôi kiến cho không nuôi em. Ồ, có cái điều này rất là mắc cười luôn các bạn, mà bây giờ mình mở đèn lên mình mới để ý. Thiệt đúng là buồn cười. Vì nhiều khi mà chúng ta quá yêu thích một cái điều gì đó đó, nhiều khi chúng ta quá tập trung đi, đâm ra chúng ta sẽ bị những cái ngộ nhận rất là mắc cười. Đây, để mình chỉ cho các bạn, mình mới vừa ngộ nhận cái gì mà mình vừa phát hiện ra. Tại vì bình thường của mình rất là ít mở cái đèn này, mình không có mở cái đèn này, cho nên á hồi nãy mình có giới thiệu các bạn là mình thấy hai cái chứng kiến nó dán ở trên đây, mà mình thấy nó dán nó nằm hoài đó luôn. Còn có cái chứng kiến á thì nó tha đi vòng vòng, thì mình không biết cái chứng kiến này á là cái gì. Thì thật sự mà nói là do mình không có mở đèn cho nên mình cứ nghĩ nó là cái chứng kiến các bạn. Thật ra bây giờ mình quay clip mình mở đèn lên cho các bạn thôi á, thì mình phát hiện ra thì ra nó là hai cái bóng đèn led. What the fuck. Kể cả mọi người ở đây nãy giờ cũng chưa nhận ra luôn đúng không? Nè, mình cứ nhìn mình cứ tưởng đó là hai cái chứng kiến, hay mình cứ tưởng đây là cái chứng kiến không đó chứ. Mình nói ủa hay sao cái chứng kiến này nó lại dán cố định ở đây, không thấy nó tha tới tha lui, còn hai cái chứng kia thì nó lại tha tới tha lui ta, mình không biết có sự khác biệt gì hay không. Thì ra nó là cái đèn led ông nội ơi. Rất nhiều anh em. Thiệt tình luôn, tại vì đó giờ mình ít khi mình mở cái bóng đèn này lắm đó, cho nên là mình không có, mình tưởng nó là chứng kiến. Ai nhờ hôm nay làm clip mở đèn cho em coi mới phát hiện ra đó giờ bị ngộ nhận, do tôi mê nó quá, tôi mong nó đẻ quá rồi tôi cứ tưởng là trứng không à. Nhưng mà không phải trứng nha anh em ha, trứng là cái này nè đó, có một con nó đang thà nó trắng trắng nè đó. Anh em có thể thấy cái chứng kiến là vậy á, thì mình cũng không biết là nó tha tới tha lui làm gì mà anh thấy tha hoài nha. Hình như là có một con được phân công nhiệm vụ bảo vệ cái trứng đó hay sao, nó cứ tha tới tha lui tha tới tha lui. Được hai trứng nha anh em, để coi còn trứng nó nằm đâu đâu rồi. Nói chung là được hai trứng anh em. Nên cái đèn này là vì chơi kiến mình mới mua cái đèn này đây. Cái đèn này không có xài điện, xài gì hết trơn á, mà có mấy công tắc. Ví dụ như buổi tối mình tắt hết đèn đi, mình để vậy nè, mình coi nó sinh hoạt ở trên cái hour trên ngoài thôi. Đó, ở dưới đây tắt hết đèn, coi cũng đẹp lắm. Đây có một bạn này cũng đang tha cái gì nè, nó nhỏ. Cái này giống như cái kho lương thực của nó hay cái gì á. Cái bụng đó, các bạn để ý cái bụng đó. Cái bụng có nó là có giống như là khoang khoang vậy đó. Đó, có cái khoang là chỗ đậm chỗ lợt. Nặng nằm xếp lớp đúng không, chuẩn bị ra xe đó. Nói chung là cái bầy này mình thấy nuôi ổn lắm nè, không biết là những anh em khác như thế nào, nhưng mà còn mình thì mình thấy nó khá là ổn á, khá là mê á. Sắp tới đây mình có hẹn với rồi một bạn khác cũng nuôi rất là nhiều kiến và kinh nghiệm cũng rất là hay. Bạn đó thường xuyên chia sẻ cho mình những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm. Đây đây có một con đang thà, coi kiến này.
chia sẻ cho mình cũng khá là nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức về kiến. Thì mình có hỏi bạn đó là em ơi có ngại không anh ghé nhà anh chơi, với lại anh sẽ quay clip review cho mọi người coi. Thì bạn nó say là ok, nói là ok. Thì qua tuần để mình liên hệ. À, không phải là thèm kiên, không phải Hiếu thèm kiên. Hiếu cũng có liên hệ với mình mà hai anh em chưa có dịp kết nối nha. Hiếu hình như đang ở bên Malaysia thì phải, không biết về chưa. Hiếu cũng đi tìm hiểu về kiến, về côn trùng á. Thì để về rồi anh em tổ chức gặp nhau. Còn cái này là bạn Chí. Anh em á, thì mỗi người đam mê một dòng. Khi mà chúng ta đam mê, chúng ta sẽ có cái động lực để chúng ta tìm hiểu về cái dòng mà chúng ta yêu thích. Sau đó chúng ta chia sẻ thông tin với nhau. Thì đây là một cái cách chơi phải nói là cực kỳ tích cực, giúp cho mọi người có cái hiểu biết nó sẽ rộng hơn và sâu hơn. Giờ kiếm con queen cũng hơi chua các bạn. Trong cái nùi này làm sao kiếm con queen. Thật ra theo mình cảm nhận trong ba cái tổ kiến mình đang sở hữu á, chấp cho singularis và xiên băng á, thì mình thấy cái con chấp cho lại con khó chịu nhất nha. À, đối với mình thôi, từ lúc mình đem về đến giờ nó rụng từ từ các bạn. Ngày nó rụng đứa, ngày rụng đứa. Tại bữa nay nó rụng coi như là gần như sạch sẽ luôn rồi. Mình nghĩ chắc nó bị mất queen, xong rồi nó rụng từ từ. Chắc để mình kiếm lại. Kiến này là dòng kiến lớn nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại nha anh em. Này là dòng Singularis. Đó. Dòng kiến lớn nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Nhưng mà rất là nhiều người nói cái tổ hơi nhỏ anh Nam ơi. À, mình cũng thấy cái tổ hơi nhỏ anh em. Nhưng mà cái quy mô đàn của mình thì nó như đây thì nó phù hợp với cái nét này. Theo một số anh em mà đi trước chia sẻ đó, khi mà nó thích nghi rồi, nó coi đây là nhà của nó rồi á, thì nó sẽ sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Thì lúc đó mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất á là mình sẽ nói vô đây nè, đây bên này. Đây anh em có thể thấy đây nó có cái lỗ, hoặc bên đây cũng có cái lỗ. Chúng ta sẽ dẫn một cái ống vô và chúng ta dẫn qua một cái nét khác đó, chúng ta có thể liên thông coi như là đây là căn nhà liền kề rồi, có điều kiện mua thêm căn nữa đó, kết nối vô. Rồi sao lỏng vậy đó, kết nối vô để cho nó mở rộng cái không gian sống hơn. Khi mà cái đàn này nó tăng lên thì chúng ta sẽ tăng cái diện tích sống cho nó lên ha. Đây là một số cái cảm nhận của mình về cái dòng Singularis. Nói chung thì theo mình, hoặc là do cái tổ này nó khỏe mạnh, do cái tổ này nó thích nghi tốt, thì mình thấy là mình chưa có gặp một cái vấn đề khó khăn nào với lại cái bầy Singularis này hết, cái dòng kiến lớn nhất Việt Nam này hết. Với khí hậu ở Bình Dương, với cái không gian nuôi của mình thì đâu đó nó tầm khoảng 24-25 độ á, phòng bên đó, thì mình thấy nó ăn uống sinh hoạt rất là tốt và đã có đẻ trứng rồi đó. Thì bây giờ mình đang chờ coi cái trứng đó nó sẽ hình thành như thế nào đó, coi nó như thế nào. Rất là thú vị nha anh em, rất là thú vị. Thì mình cũng mong muốn là nó sẽ tăng cái lượng đàn và mình sẽ build một cái nét nó hoành tráng hơn, hùng vĩ hơn, đẹp hơn, vĩ đại hơn, để cho ngắm cho nó sướng. Nhưng mà anh em biết, khi mà cái lượng kiến nó quá ít so một cái nét lớn á, thì nhìn nó cũng lạc lõng lắm. Cái gì nó cũng phải vừa đủ thì nhìn nó sẽ đầy đặn hơn. Còn nếu mà cái nét to quá mà có vài chục con kiến, vài trăm con kiến thì nhìn nó lạc lõng. Đó, thì đây chia sẻ với anh em một chút xíu cái cảm quan cũng như là cái cảm nhận của mình về cái dòng kiến lớn nhất Việt Nam Singularis ha. Thì mình đã nuôi và mình thấy nó tương đối là ổn định, khỏe mạnh, thích nghi, tốt, không có cái gì phải lo. Cái tụi xiên băng mình thấy nó khó chịu hơn cái tụi này. Hy vọng là trong clip sau có dịp mình sẽ chia sẻ với anh em về cái dòng xiên băng đó. Cái hành vi nó khác hoàn toàn so với tụi này ha. Và cái nhu cầu, cái điều kiện sống của nó cũng khác chút đỉnh. Có dịp sẽ gọi là review về cái dòng kiến đó cho anh em sau. Ok mọi người, đó là những cái suy nghĩ cũng như là cái trải nghiệm riêng của mình về cái dòng kiến lớn nhất Việt Nam này, Singularis này. Anh em nếu mà thích trải nghiệm thì có thể inbox cho mình sẽ chỉ cho anh em cái chỗ mà anh em có thể tìm nó, sưu tầm về để chơi ha. Rồi, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ.